Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Trong nước anh vượng là vua, ngoài nước anh vượng là vua cởi chuồng Câu chuyện về VinFast xuất khẩu xe điện sang Mỹ vẫn chưa hết nóng Có rất nhiều bài viết từ các bài viết về các nhà phân tích tự do trong nước Cho đến những bài báo của các báo chí quốc tế Càng ngày càng cho thấy ông Phạm Nhật Vượng của Việt Nam chuẩn bị cho VinFast ra biển lớn khá sơ sài Ngoại trừ những bài viết ca tụng của báo chí nhà nước hầu hết những ý kiến khách quan từ nước mỹ cho thấy vinfast bị đánh giá khá bi quan trong thời gian tới so sánh giữa vinfast trong nước và vinfast ở nước ngoài có thể thấy cách làm việc không khác gì mấy trong khi hai thị trường thì hoàn toàn khác nhau thị trường trong nước ông phạm nhật vượng là vua dù cho xe vinfast có lỗi gì đi chăng nữa thì ông vượng vẫn bưng bít được tuy nhiên khi vinfast ra nước ngoài chưa bao lâu thì dư luận của người Việt trên đất Mỹ và dư luận chính người Mỹ đã cho thấy VinFast đã bị lột sạch quần áo, không còn gì để mà che đậy được nữa. Đây là hình ảnh ông Phạm Nhật Vượng và lãnh đạo Cộng sản Việt Nam. Ba tuần trước, xe VinFast cho xuống tàu 7999 chiếc ô tô VF8 chạy bằng điện vận chuyển sang Mỹ giao cho những khách hàng đầu tiên đã đặt mua những chiếc xe này. Bộ xuất quân hoành tráng với sự tham gia cả ông thủ tướng việt nam phạm minh chính chuyến đi này được báo chí trong nước tung hô đến tận mây xanh như là chuyến gia quân của một ông vua vua trên thị trường tại việt nam vinfast đã có những chương trình pe là quảng cáo rất rầm rộ quảng cáo thấp thị bằng cách mời nhiều người đến thăm nơi sản xuất xe điện và cho lái thử mẫu xe của vinfast tuy nhiên sau đó trên mạng yalonic Chúng com đã xuất hiện một bài viết của Kevin Williams, một phóng viên chuyên về xe ở Mỹ. Ông Kevin là người đã được VinFast mời sang lưu thăm nơi sản xuất ở Hải Phòng và được cho chạy thử xe VinFast 8, VinFast 9 trên đảo Vinpearl ở Nha Trang. Theo nhận xét của Kevin, thì VF8 là quá tệ, chưa đạt tiêu chuẩn, chưa được chấp thuận vào thị trường Hoa Kỳ. Dù công ty này loan báo đã thuê tàu chở tới 999 chiếc xe này đưa sang Mỹ đưa hình ảnh lễ xuất cảng hoành tráng của Vinfast và những chiếc xe này đang lênh đênh trên biển. Chuyến đi của Kevin cùng với hàng trăm khách mời khác của Vinfast, gồm các nhà báo, những người có tầm ảnh hưởng và những người đã đặt mua xe, họ khởi hành từ California đến Việt Nam trên một chuyến bay do Vinfast thuê bao trọn gói. Vinfast tổ chức đón phái đoàn rất hoành tráng với tiệc tùng, du thuyền, văn nghệ và luôn cho nhân viên theo dõi các khách mời dù được bao ăn ở trong thời gian ở việt nam kenvin cho rằng vinfast đã làm phí thời gian của ông vì ông chỉ muốn biết về sản phẩm ô tô điện của vinfast mà những chiếc xe này lại cho ông hoàn toàn thất vọng từ chất lượng từ độ mạnh của động cơ đến giản nhốn và giá cả thì lại quá cao bài báo này có sức mạnh gấp hàng ngàn lần các bài báo của việt nam những lời nói thẳng của kenvin đã lột sạch lớp quần áo đẹp đẽ mà ông vua vượng đã mặc cho vinfast từ việt nam Xem ra việc nộp đơn xin IPO trên thị trường chứng khoán Nasdaq của Mỹ đang gặp một lực cản rất lớn. Ngoài bức tranh tài chính rất tệ hại trong hồ sơ thì sản phẩm VinFast xuất sang Mỹ đã cho những phản hồi không mấy tốt đẹp gì. Đây là hình ảnh sự thật về hình ảnh VinFast ở nước ngoài được phơi bày. Ở thị trường Mỹ tất cả đều hướng tới chất lượng, tiêu chuẩn của thị trường Mỹ cao hơn thị trường Việt Nam rất nhiều. Nếu ông Vượng sản xuất xe xe VinFast đạt tiêu chuẩn cao của họ thì mới có thể hòa nhập vào thị trường lớn nhất thế giới này. Nếu mang những sản phẩm lỗi đã làm từ Việt Nam sang Mỹ thì e là không còn thích hợp. Và sớm chuốc lấy thất bại. Nếu có một bài báo ở Việt Nam bóc phốt xe VinFast thì ông Vượng có thể can thiệp để tờ báo phải rút bài hoặc xóa đi. Nhưng với báo chí Mỹ thì ông Vượng không thể can thiệp được. Đó là sự khác nhau một trời một vực giữa Việt Nam và Mỹ. Ông Phạm Nhật Vượng đã cho mở các đại lý VinFast tại Cali, nơi có rất nhiều người Mỹ gốc Việt sinh sống. Rõ ràng là ông Vượng đang muốn đánh vào thành phần người Mỹ gốc Việt ở đây, bởi bao lâu nay chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng nhắm vào họ với lời hoa Mỹ là khúc ruột ngàn dặm. Tuy nhiên xem ra khúc ruột ngàn dặm cũng đang có những nhận xét tiêu cực về chất lượng xe VinFast không biết rằng ông Phạm Nhật Vượng sẽ làm gì để VinFast vượt qua được chướng ngại trên đất Mỹ đầy. Chúng ta hãy cùng chờ xem một thời gian nữa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm với bản tin Trong nước anh Vượng là vua, ngoài nước anh Vượng là vua cởi chuồng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung khoa thời báo chấm đề. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin bất ngờ Vượng Vinh nhận một cú tát trời giáng khi mới chân ướt chân giáo đổ bộ vào Hoa Kỳ. Vừa mới nộp đơn lên Ủy ban chứng khoán của Mỹ, ông Phạm Nhật Vượng đã nhận ngay một cú tát trời giáng của thị trường này. Mới đây, chàng Jalo Nupthik đã có bài viết với nội dung được dịch ra như sau. VinFast VF8 đơn giản là chưa sẵn sàng cho thị trường Mỹ. Đây là một đánh giá như một cú tát trời giáng vào thương hiệu xe điện đỉnh đám của ông Phạm Nhật Vượng tại Việt Nam, nhưng tại Mỹ người ta không biết xe này là loại gì. Đây là hình ảnh lời nhận xét của báo nước ngoài. Một nhà báo Mỹ đến Việt Nam để xem và lái thử chiếc xe VinFast sẽ xuất sang thị trường của Mỹ. Nhà báo được tiếp đón như là một thượng khách được mời tham gia bữa tiệc trên một du thuyền giữa Vịnh Hạ Long, trong khi các nhân viên của VinFast thì hào hứng nâng cốc chúc mừng thành công của công ty. Tuy nhiên, có vẻ như với nhà báo nước ngoài, họ không vì sự tiếp đón nồng nhiệt mà đi viết bài tốt nói hay cho VinFast. Họ tôn trọng những chuẩn mực của người báo, tuy không viết phê phán, nhưng họ đưa ra những nhận xét khách quan và chính xác. VinFast đã xuất hiện trên thị trường ô tô vào năm 2017 là công ty khởi nghiệp đỉnh đám và non trẻ về mảng này. Với việc ông Phạm Nhật Vượng bơm tiền để làm xe, thương hiệu mới này đã xuất khẩu sang Mỹ và mới đây họ đã nộp đơn lên Ủy ban chứng khoán của Mỹ. Việc IPO tại Mỹ của VinFast là việc mà chưa doanh nghiệp Việt Nam nào làm được. Tuy nhiên, sức khỏe tài chính của VinFast đang là một vấn đề không thể nào che giấu. Về bề ngoài có hào nhoáng như thế nào chăng nữa nhưng thực chất bên trong mới là quan trọng. Một doanh nghiệp muốn phát triển thì sức khỏe tài chính phải tốt và sản phẩm phải có chất lượng. Ở cái khía cạnh này thì ô tô VinFast đang đều gặp phải vấn đề rất nghiêm trọng. Đó là một thực tế đã được các tờ báo tiếng Việt ở nước ngoài phân tích hết sức rõ ràng. VinFast được nhiều nhân vật có tiếng ca tụng hết lời. Nào là mua lại thành công các thương hiệu khác, nào là Phạm Nhật Vượng làm chủ tịch thì việc gì cũng xong, vân vân. Nói chung, họ đưa ra những nhận xét về VinFast bằng những lời có cánh. Tuy nhiên, thực tế thì không phải như vậy. VinFast bao lâu nay được tâng bốc ở thị trường trong nước, nhưng khi ra đến thị trường nước ngoài thì rất khó phát triển, với tiềm lực tài chính rất hiếm hoi và nhỏ như vậy, với sự chuẩn bị chưa chỉnh chu như thế. Đây là hình ảnh VinFast thuê cả những người nổi tiếng như Supercar London, review xe nhưng xem ra thành công của VinFast vẫn không được như ý. Được biết, sản phẩm đầu tiên của VinFast là những chiếc xe được làm lại từ các nhà sản xuất ô tô lớn. Do Pininapria thiết kế, VinFast Lux A2.0 dựa trên mẫu của BMW 520i, VinFast Lux SA 2.0 là một chiếc xe BMW X5 đã được sửa đổi với hình thức pha đi lại là một chiếc giống như Chevy Spark được thiết kế lại và chiếc President được sản xuất giới hạn có 500 chiếc là Lux SA với động cơ V8 của Kinara dưới mui chiếc xe động cơ BV. Tuy nhiên về chất lượng thì xe VinFast rất tệ, chứ không được như những thương hiệu mà nó thừa kế. Xe chạy như thùng xăng là điều mà các xe khác không hề có. Mua sự thành công của các thương hiệu khác không có nghĩa là doanh nghiệp sẽ thành công. VinFast nói riêng và VinGroup nói chung đều xây dựng văn hóa ứng xử rất độc tài những người bị thiệt hại vì dòng xe VinFast đều phải ngậm bồ hòn làm ngọt mà không dám lên tiếng cảnh báo cộng đồng trên mạng vì ai dám lên tiếng thì công an Việt Nam sẽ vào cuộc trừng trị thậm chí bắt nhốt những người này. Đây là hình ảnh ông Phạm Nhật Vượng chuẩn bị chưa kỹ khi xe VinFast đổ bộ lên đất Mỹ. Thị trường Mỹ chính là thị trường rất khó tính, không phải cứ làm cẩu thả bán được cho dân Việt Nam thì cũng có thể mang sang bán cho người Mỹ công ty có thể IPO tốt ở thị trường Việt Nam thì chưa chắc đã IPO thành công trên thị trường tại Mỹ. Và cũng tại Hoa Kỳ, thị trường chứng khoán vốn rất hoàn chỉnh và minh bạch. VinFast chỉ mới nộp đơn xin được IPO trên thị trường chứng khoán Nasdaq và còn chờ để được xem xét. Nếu được chấp nhận cho IPO thì việc liệu rằng ai sẽ mua cổ phiếu cho VinFast đây là một câu hỏi đang được đặt ra màn ra mắt xe vinfast điện xuất khẩu sang mỹ thì khá đình đám ở việt nam nhưng khi xe này tới tay người tiêu dùng thì lỗi kỹ thuật lại khá nhiều và đã được review trên các youtuber phát hành trên toàn thế giới ai cũng biết đấy là một tiếng xấu đã lan rộng nó sẽ xóa sạch những lời lẽ tốt đẹp và quảng cáo đã khoe mẽ với các hoài khách hàng ở trong nước làm ăn lớn thì chất lượng quảng cáo phải khớp với giá trị thật của nó nếu làm sai thì đấy là hành động hủy hoại tên tuổi thương hiệu của mình. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời Báo .d với bản tin bất ngờ vượng viên nhận cú tát trời giáng khi mới chân ướt chân ráo đổ bộ tới Hoa Kỳ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời Báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời Báo .d.